Nam mến chào mọi người đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 11. Câu hỏi dành cho phần đọc là Where does Congress meet? Và câu trả lời cho phần viết là Congress meets in Washington, D.C. Chúng ta vào phần đọc nha. Mọi người nghe và sau đó cùng đọc theo. Từ đầu tiên, chúng ta có e con lưỡi. Air, air. Where, where. Từ tiếp theo, chúng ta đọc the và có âm cuối là âm z. Does, does. Từ quốc hội, âm đầu tiên mọi người đọc như sau. Chữ A và cong lưỡi. A, a. A ngờ an. K an khang. Khang, khang. Âm tiếp theo là có âm g và âm r, g. Hai cái dính nhau. Rồi, ợt. Và sau đó xì ra. Grass, grass. Congress, congress. Từ sau cùng, mọi người thấy chữ y mà có hai chấm, có nghĩa là khi mọi người đọc chữ y, đồng thời cái miệng của mọi người banh ra hai bên giống như mọi người đang cười mà cười hết cỡ đó. E, e. Eat, eat, mà eat meat. Meat, meat. Khi mọi người đọc chữ y hai chấm thì mọi người sẽ thấy nó kéo dài ra hơn một xíu so với chữ y thường. Tiếp theo phần tập đọc cả câu. Where does Congress meet? Where does Congress meet? Đọc lại khi không có phiên âm bên cạnh. Where does Congress meet? Qua phần thực hành mọi người sẽ tự đọc nha. Please read the sentence. Qua phần viết, Rana sẽ đọc mỗi từ hai lần cho mọi người biết cách phát âm. Từ đầu tiên, Congress, Congress. Quốc hội là danh từ riêng nên mọi người viết hoa chữ C và có 8 ký tự tất cả. Từ tiếp theo, meets, meets. Tại sao trong trường hợp này từ meet lại có thêm chữ S? Đó là bởi vì chủ ngữ là quốc hội. Là ngôi thứ ba số ít nên chúng ta phải thêm S vào trong động từ. Và khi đọc thì chúng ta xì ra. Trong câu hỏi, tại sao chúng ta lại không có chữ S? Đó là bởi vì chúng ta đã sử dụng trợ động từ does rồi. Thì meet phải trở lại nguyên mẫu, không được thêm S nữa. Còn trong câu trả lời, đó là câu khẳng định. Do đó chúng ta phải thêm S vào trong động từ khi mà chủ ngữ là Congress. Từ tiếp theo, in, in. Và sau cùng là Washington, D.C. Washington, D.C. Học tới bài này rồi thì mọi người bắt buộc phải viết được Washington, D.C. nha. Rana chỉ nhắc lại một xíu đó là phải viết hoa W, D, C. Sau Washington phải có dấu phẩy và sau D.C. phải có dấu chấm. Bây giờ thì luyện nghe cả câu để khi đi thi mọi người có thể nghe được giám khảo đọc những gì cho mình viết. Congress meets in Washington, D.C. Và thông thường người ta cũng sẽ nói âm giữa từ meets và từ in thành meeting, meeting. Mọi người nghe lại nha. Congress meets in Washington, D.C. Mọi người tập trung chú ý nghe lại lần nữa nha. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Luyện nghe xong rồi, bây giờ mọi người cùng thực hành viết và hãy viết xuống những gì mình nghe được, sau đó kiểm tra lại. Now, please write the sentence. Congress meets in Washington, D.C.